VinFast nào, bim hay VinFast nào, rồi đấy, trời ơi, được của nó anh em ạ. À, tôi nhìn thấy cái cầu này tỷ lệ nó ít quá mà 12%. Rồi ok, bây giờ mình alo, xin chào anh em, chào mừng anh đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game iWin anh em nhé. Và hôm nay chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi con game iWin của mình. Nếu anh em thấy thích cách chơi của mình hay ok thì anh em có thể là áp dụng vào trong game anh em nhé. Và cái trò mình lựa chọn đó là cái trò siêu xe anh em ạ. Hôm nay chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi bắt cầu siêu xe của mình. Rồi ok. Chúc anh em thắng lớn anh em nhé. Cùng nhìn qua dãy cầu đã anh em ạ. Hiện tại bây giờ là dãy cầu đây rồi. Anh em có thể nhìn này. Đây. Những cầu X5 anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy là X5 là đang này này. Bên này là đang 10% thôi này. Còn bên này bim này đang 16% này. Hai cầu này mình theo được anh em ạ. Rồi ok. Rồi cái cầu kia lại ra Porter rồi anh em ạ. Rồi ok, thế cứ vậy mà vào thôi anh em ơi. Nhìn tỷ lệ này, 10% này, 14% là vào thôi. Đó. Và hôm nay thì hy vọng là sẽ kiếm được nhiều tiền trong con game iWin anh em nhá. Rồi ok, mình sẽ vào hai cái cầu này. Đó. BMW và cái con xe này là mình không biết tên con hãng xe này là gì. Đó, mình sẽ vào hai cái hãng xe này. Ui ôi, về mẹ kìa, X10 về anh em, X10 kìa, không sai anh em ạ, vẫn cứ anh em nhé, vẫn cứ làm thêm văn nữa anh em nhé, vẫn cứ làm thêm văn nữa, đó, mình sẽ vẫn tiếp tục vào, ở bên đấy là 200.000 với 200.000, quá là cuốn anh em ạ, phát này mà về bim được thì ngon này, 25 bằng 10, 1M, tuyệt vời, đó, trừ đi hai lần, nào, biết ngay mà về bim mà về bim mà kiểu gì có lời mà đó ok số tiền của mình đã lên khoảng tầm 6M. Bây giờ nhìn qua tỷ lệ nào vẫn tiếp tục anh em nhé, vẫn tiếp tục nhá, vẫn tiếp tục giải với nhá, đó hiện tại vẫn giải nhá. Ok tôi vẫn theo tiếp một tay anh em ạ, đó vẫn theo vào bim này vào bên xe này đó. Ok anh em nào 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 đến xe, nếu mà về con xe này thì mình sẽ xoay sang mình đánh mẹt với cả kia luôn. Biết ngay mà tỷ lệ nó ít quá mà anh em, nó phải về thôi anh em ơi. Lên được 4.631.000 rồi, được nó luôn, vẫn tiếp tục anh em. Ui, 10 này 12% mà. Thế thôi thì mình xoay tua mình đánh như này anh em ạ. Như này. Đó mình vào như này. Lên nhiều nhiều tí anh em ạ. Làm phát 500k đi. Lên lớn một lần đi. Nào. Bim hay là VinFast nào? Bim hay VinFast nào? Rồi đấy, trời ơi, được của nó anh em ạ. À, tôi nhìn thấy cái cầu này tỷ lệ nó ít quá mà 12%. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đánh xoay tua anh em ạ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Rồi ok, còn để lại 5M anh em nhá. Quá là quấn luôn anh em ạ. Nào, lên tiếp tục nào. Lên 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 lên. Rồi. Nào, 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 nào. Nào đấy đỉnh của chóp luôn anh em ơi, làm phát luôn anh em ạ. À, tí nữa về thì video về con kia anh em ạ. À, lên 7.500.000 rồi anh em ạ. À, khi mà mình chơi đến tầm này thì mình phải biết quản lý số tiền của mình nhé anh em ơi. Mình sẽ để lại 7M, còn để 500k mình vẫn đầu chiến chiến tiếp anh em nhé. Và lần này thì mình sẽ vẫn tiếp tục là vào bên này mỗi mỗi bên 100k anh em ạ. À, đó ok anh em, vì cái tỷ lệ nó ra x10 anh em có thể để ý đây này, x30 ra rồi này, rồi kia cũng ra rồi này. Đó. X20 ra rồi này. Đó, X10 ra rồi luôn kìa. Thì vào làm gì nữa? Lần này nó về bim mà vẫn tiếp tục anh em nhé. Vẫn tiếp tục anh em ạ. Tay này thì mình vẫn vẫn đều 100k anh em ạ. Rồi ok anh em. 100k thôi. Không có gì phải vội vàng cả. Thế là có lời rồi. Quá ngon rồi anh em. Lên nào. Tiếp tục. Vòng 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 vòng. Lên nào, lên nào, lên nào. Lên nào. Ôi rồi ôi, nó quá một tay anh em ạ. Quá một tay anh em ơi. Ôi giời ơi, thôi còn lỗi mỗi 50k giải lốt cho sao anh em ạ. Còn 10k thì và giải lốt vào cầu X10 đi. X10 đi. 11.000 đi. 11.000 đi anh em ơi. Vào bên nào cũng được anh em ạ. Vào bên nào cũng được nào. VinFast đi. VinFast, VinFast. Nào nào. Nào rồi ok đấy, làm được tay anh em ơi, gỡ lại được tay rồi ok, quá tuyệt vời. Xem cái tỷ lệ nào,
14 này, à VinFast chưa về, VinFast chưa về, VinFast chưa về. Con mẹt này chưa ra. Nào nào, đi nốt của bên này đi. Nốt đi. Rồi ok, phát cuối này. Không được thì là dừng luôn anh em ơi. Lên nào. Lên 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 lên. Trời ơi, trời ơi. Không đúng rồi anh em ạ. Thôi anh em, thế hôm nay cũng ok rồi anh em ơi. Chốt lời cho anh em 7M là quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Rồi, và hôm nay anh em tình cảm mình chốt lời cho anh em 7M. Thì bây giờ mình sẽ ra rút tiền anh em nhé. Thế thì mình sẽ rút ra tầm là với 2M đi anh em ơi. Thế là cũng ngon lành cái nhà rồi. Tuyệt vời. Rồi. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.